Châu Mani dùng làm tràng, thưởng phòng ánh sáng, luôn vang ra âm thanh hay. Các mảnh lười bóng có hương thơm, hoa xinh đẹp, chuỗi anh lạc rất đẹp, trong bùa khắp nơi. Dùng mani bóng làm thành tràng lọng vì dùng mani bóng kiến tạo cho nên tại mỗi châu mani đều phóng ra ánh sáng, không những phóng ra vô lượng ánh sáng mà còn có vô lượng âm thanh rất hay. Ánh sáng đó hơn hẳn ánh sáng của mặt trời mặt trăng thứ âm thanh hay đó hơn hẳn tất cả âm nhạc ở nhân gian và trên trời. Do rất nhiều thứ báo chế thành mảnh lưới la võng để trang nghiêm bồ đề đạo tràng. Lưới la võng này